Thầy chào toàn thể các em. Rất vui được gặp lại các em trong tiết học lịch sử lớp 10 ngày hôm nay. Trước khi đi vào tìm hiểu nội dung của bài thì thầy trò chúng ta cùng nhau khám phá nội dung câu hỏi sau đây. Hãy cho biết công trình này có tên gọi là gì, ở đâu? Và đáp án của câu hỏi này đó chính là công trình này có tên gọi là Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Vậy tại sao công trình này được xem là biểu tượng của văn hóa Trung Quốc nói riêng và trở thành di sản của nhân loại nói chung? Công trình này được xây dựng trong khoảng thời gian nào? Mục đích của việc xây dựng công trình này là gì? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học hôm nay. Bài 5, Trung Quốc thời phong kiến. Nội dung chính của bài học này gồm có các cái phần cơ bản sau đây. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu Trung Quốc thời Tân Hán. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu về sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường. Và thứ ba là chúng ta đi tìm hiểu Trung Quốc thời Minh Thanh. Và nội dung thứ tư là chúng ta tìm hiểu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến. Các em kết hợp sách giáo khoa để chúng ta lần lượt làm rõ từng nội dung một. Trước hết là chúng ta đi tìm hiểu Trung Quốc thời Tân Hán. A nhỏ là sự hình thành chế độ phong kiến. Như chúng ta đã biết, vào năm 221 trước Công nguyên, nhà Tần đã thống nhất được Trung Quốc. Vua Tần tự xưng là hoàng đế, lập nên triều Tần với niên hiệu là Tần Thủy Hoàng. Nhà Tần tồn tại từ năm 221 trước Công nguyên đến năm 206 trước Công nguyên. Và kế vị nhà Tần đó là năm 206 trước Công nguyên thì Lưu Bang đã lập ra nhà Hán với cái niên hiệu là Hán Cao Tổ. Và nhà Hán được tồn tại từ năm 206 trước Công nguyên đến năm 220. Và tới đây thì chế độ phong kiến Trung Quốc chính thức được xác lập. Ta sang B nhỏ là sự xác lập quan hệ sản xuất phong kiến ở Trung Quốc. Vào những thế kỷ cuối trước Công nguyên thì người Trung Quốc đã biết chế tạo đồ sắt. Và trên cơ sở là sử dụng và chế tạo đồ sắt thì nó đã làm cho kinh tế phát triển và xã hội có nhiều chuyển biến. Quan hệ sản xuất phong kiến được hình thành trên cơ sở mối quan hệ bóc lột giữa địa chủ với nông dân lĩnh canh. Và nền kinh tế chủ đạo vẫn là nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước. Phần này các em ghi nội dung vào vở. Và sau đây thì thầy sẽ chia sẻ một số tư liệu mà chúng ta vừa tìm hiểu. Nhìn trên cái lược đồ thì chúng ta có thể thấy rằng là trước khi nhà Tần thống nhất được Trung Quốc thì ở lãnh thổ Trung Quốc lúc bấy giờ có sự tồn tại của rất nhiều các cái vương triều khác nhau. Nhưng mà dựa vào cái ưu thế về kinh tế và quân sự thì đến thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, nhà Tần đã thống nhất được các vương triều còn lại và thành lập lên triều Tần. Về mặt xã hội giai cấp thì chúng ta thấy rằng là ở thời kỳ cổ đại thì Trung Quốc cũng giống như các quốc gia cổ đại khác là đều có các cái tầng lớp như là quý tộc, nông dân công xã và nô lệ. Tuy nhiên thì đến cái thời kỳ này về mặt kết cấu giai cấp thì có cái sự chuyển biến rất rõ nét, đó là quý tộc thì trở trở thành địa chủ và một bộ phận nông dân công xã họ có tài sản giàu có cũng trở thành giai cấp mà bóc lột địa chủ. Phần đông còn lại nông dân công xã và nô lệ thì trở thành nông dân lĩnh canh và tới đây thì quan hệ sản xuất phong kiến được hình thành. Tiếp theo là chúng ta đi tìm hiểu về bộ máy tổ chức nhà nước thời Tân Hán. Đứng đầu là hoàng đế và giúp việc cho hoàng đế gồm có thừa tướng phụ trách quan văn và thái úy là phụ trách quan võ. Ngoài ra còn có các chức quan khác. Ở địa phương thì được chia thành hai cái cấp
là cấp quận do thái thú đứng đầu và cấp huyện là do huyện lệnh đứng đầu. Ta sang mục 2 nhỏ là tìm hiểu sự phát triển chế độ phong kiến dưới nhà Đường với một cái nội dung câu hỏi, đó là nêu những nét cơ bản nhất về tình hình kinh tế, chính trị và đối ngoại dưới thời Đường. Phần này các em theo dõi trong sách giáo khoa. Ở sách giáo khoa thì trình bày rất là cụ thể, chúng ta chỉ cần tóm tắt lại những cái nội dung chính. Thứ nhất là về kinh tế. Về kinh tế thì dưới thời Đường, nhà Đường đã tiến hành giảm tô thuế, bớt sưu dịch, rồi áp dụng kỹ thuật vào canh tác để nâng cao năng suất, thực hiện chính sách quân điền trong cái lĩnh vực thương mại và buôn bán, thì hình thành con đường tơ lụa ở trên đất liền và trên biển. Về chính trị thì các hoàng đế nhà Đường tiếp tục củng cố bộ máy nhà nước trung ương tập quyền, như là chọn người tài qua thi cử. Đây là một trong những cái điểm tiến bộ hơn so với thời Tân Hán. Thời Tân Hán thì chọn người tài thông qua là tiến cử. Và cái điểm mới thứ hai trong chính trị đó là nhà Đường đã cử những cái người thân tín ở trong hoàng tộc giữ chức tiết độ sứ để mà đi cai quản, trấn giữ những cái vùng trọng yếu biên cương, trong đó có những cái vùng đất đai mà nhà Đường đã tiến hành xâm lược và đạt được cái anh thống trị, như là lãnh thổ của Việt Nam chúng ta hồi đó. Về mặt đối ngoại thì cũng giống như là nhà Tần và nhà Hán và các cái vương triều phong kiến sau này, thì nhà Đường cũng tiến hành là bành trướng xâm lược để mở rộng lãnh thổ. Nói đến cái sự cường thịnh của nhà Đường thì chúng ta không thể không nhắc tới nhân vật, đó là Đường Thái Tông. Đường Thái Tông sinh năm 598, mất năm 649. Tên thật là Lý Thế Dân, là một vị quân vương đức hạnh tài năng và sáng suốt, nổi danh trong lịch sử Trung Hoa. Ông trị vì từ năm 626 đến năm 649 với niên hiệu duy nhất là Trinh Quán. Ông là vị hoàng đế tài ba, người đã thiết lập sự cường thịnh của Đại Đường và góp phần không nhỏ đưa triều đại phong kiến nhà Đường trở thành một cái triều đại phong kiến phát triển bậc nhất ở khu vực châu Á lúc bấy giờ. Sau đây thầy chia sẻ một số tư liệu liên quan đến cái việc chúng ta tìm hiểu nội dung về nhà Đường. Đó là cái điểm nổi bật về kinh tế. Thế thì trong cái điểm nổi bật về kinh tế dưới thời Đường đó thì có hai cái điểm cần lưu ý. Thứ nhất là chế độ quân điền. Nội dung của chế độ quân điền đó là nhà Đường đã tiến hành lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang để chia cho nông dân. Và đối với những người nông dân mà khi nhận cái ruộng đất từ chế độ quân điền này thì phải tiến hành đóng thuế cho nhà nước theo cái chế độ là tô dung điệu. Thuế tô tức là thuế ruộng nộp bằng lúa, thuế dung là thuế thân, nộp bằng sức lao động tức là đi lao dịch xây dựng các công trình công cộng lúc bấy giờ, hoặc là các cái công trình như là lăng mộ, hoàng cung, vân vân. Thuế điệu tức là thuế hộ khẩu nộp bằng vải lụa. Đó là cái điểm nổi bật thứ nhất. Cái điểm nổi bật thứ hai mà chúng ta cần phải quan tâm đó là dưới thời Đường thì đã hình thành cái con đường tơ lụa ở trên đất liền và trên biển. Và trên cơ sở là cái con đường giao lưu buôn bán này thì thương nhân người Trung Quốc cũng như là thương nhân ở châu Âu họ đã tiến hành giao lưu, trao đổi, buôn bán các cái mặt hàng nổi tiếng của Trung Quốc cũng như là châu Âu thời kỳ bấy giờ qua cái khu vực ở trên đất liền cũng như là trên biển. Về mặt lãnh thổ thì như chúng ta đã biết đó là thời Tần á, thì lãnh thổ chủ yếu là nằm ở phía Đông Bắc. Nhưng đến thời kỳ nhà Đường thì chúng ta thấy rằng là có cái sự mở rộng rất lớn sang phía Tây Bắc và xuống phía Đông Nam. Chúng ta chuyển sang cái nội dung thứ ba là tìm hiểu Trung Quốc thời Minh Thanh.
Các em dựa vào sách giáo khoa và trả lời với thầy câu hỏi đó là hãy khái quát những nét chính về tình hình chính trị kinh tế thời Minh Thanh. Thế thì thời kỳ nhà Minh Thanh thì các vị vua vẫn tiếp tục là củng cố nhà nước trung ương tập quyền và tiến hành bành trướng lãnh thổ. Riêng thời Minh thì có một cái điểm mới ở lĩnh vực kinh tế, đó là xuất hiện mầm mống sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, để bảo vệ cho cái quyền lợi của giai cấp địa chủ phong kiến mà đứng đầu là hoàng đế thì cái mầm mống này, kinh tế hàng hóa này không được tạo điều kiện phát triển mà ngược lại là bị kìm hãm. Còn ở như thời kỳ nhà Thanh thì nhà Thanh đã thi hành chính sách là áp bức dân tộc, bắt buộc người dân Trung Quốc phải theo các cái phong tục tập quán của người Mãn Thanh. Còn đối với vấn đề giao thương thì thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, cấm giao lưu buôn bán trao đổi với thương nhân người nước ngoài. Và điều này đã làm cho kinh tế của Trung Quốc thời kỳ nhà Thanh ngày càng suy yếu, lạc hậu và trở thành cái mục tiêu xâm lược của các nước tư bản phương Tây. Một cái tư liệu thầy chia sẻ với cả lớp đó chính là cái sản phẩm gốm thời Minh Thanh. Như các em quan sát trên màn hình thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sản phẩm gốm hết sức là tinh xảo và đạt tới cái kỹ thuật cao. Về mặt hình hài thì cân đối, rồi về cái nước men thì nó rất là đẹp, vẫn đang còn giữ được cái nước men nguyên nguyên chất nguyên si, và tạo nên một cái sản phẩm có chất lượng và trở thành một cái sản phẩm được trao đổi giao lưu rất là nhiều trong thời kỳ bấy giờ và kể cả sau này. Nội dung tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến, A nhỏ là về tư tưởng. Về thành tựu về tư tưởng thì chúng ta có nội dung thứ nhất đó là tìm hiểu về Nho giáo do Khổng Tử sáng lập với cái thuyết là Tam Cương, nói về mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, vợ chồng. Và thuyết thứ hai đó là Ngũ Thường, nói về năm đức tính của con người là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Tức là làm người thì trước hết là phải có nhân. Nhân là yếu tố gốc, yếu tố đầu tiên, tiên quyết. Và đứng thứ hai đó là lễ, tức là ý muốn nói đến cái giao tiếp, rồi cái ứng xử, cái lễ nghi trong cuộc sống và trong xã hội. Cái thứ ba là cái nghĩa, nghĩa ở đây chính là nghĩa cử đẹp. Con người sống trong xã hội thì phải có những hành động đẹp, nghĩa cử đẹp. Ví dụ như là chúng ta làm các cái công việc thiện nguyện hay là bảo vệ những cái con người có cái khiếm khuyết, yếu thế trong xã hội ngày nay đấy, thì đó được coi là việc nghĩa. Về đức tính thứ tư là trí. Trí ở đây có nghĩa là trí tuệ, học vấn. Làm người trong xã hội thì phải có cái vị trí được mọi người coi trọng. Và cuối cùng là tín, ở đây có nghĩa là danh dự, là nhân phẩm. Thì làm người trong xã hội phong kiến thì cần phải có danh dự, nhân phẩm và phải giữ được chữ tín trước mọi người. Giống như dân gian chúng ta có câu đó là một lần bất tín, vạn lần bất tin, đúng không ạ? Rồi, lĩnh vực thứ hai về mặt tư tưởng đó chính là Phật giáo. Thế thì Phật giáo được du nhập vào Trung Quốc khá sớm, tuy nhiên thì thịnh hành nhất là vào thời Đường. Và các em cũng đã từng xem một cái bộ phim gắn liền với tuổi thơ của mình, đó chính là bộ phim Tây Du Ký. Nguyên bản được trình chiếu vào năm 1986 đó, đấy là bộ phim gốc á. Nó đã gây ra một tiếng vang rất lớn. Và các em biết rằng là vào thời kỳ nhà Đường thì trước cái sự đau khổ khổ ải của nhân dân thì vua Đường lúc bấy giờ đã cử một cái vị thiền sư tên là Huyền Trang, và sau này có thêm ba đồ đề nữa là đi từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Trúc
để thỉnh kinh, tức là sang cái vùng đất thuộc Ấn, một cái vùng đất thuộc Ấn Độ hồi đó, để thỉnh cái kinh Phật về để mà giúp cho cái nhân dân thời Đường lúc bấy giờ là tránh bớt cái khổ ải, cái đau thương trong cuộc sống lúc bấy giờ. Về mặt sử học thì đặt nền móng là nhà sử học Tư Mã Thiên với một cái bộ sử ký rất là nổi tiếng. Ngoài ra thì từ thời Đường trở đi thì thành lập các cái cơ quan viết sử, gọi là sử quán á, để chuyên trách về việc biên tập ghi chép lại thời kỳ trước và thời kỳ hiện hành để mục đích là lưu giữ và lưu truyền lại cho thế hệ mai sau. Sau đây thầy chia sẻ một số cái tư liệu liên quan đến nội dung vừa ghi bài. Thì trên màn hình của các em đang được nhìn thấy đó chính là cái hình ảnh về Khổng Tử, người đã sáng lập ra Nho giáo á, trở thành cái hệ tư tưởng phong kiến không chỉ ở Trung Quốc mà ở các nước trong đó có Việt Nam chúng ta. Thứ hai là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, người đã sáng lập ra tôn giáo lớn Đạo Phật. Tư liệu tiếp theo là nói về sử học, đây là cuốn sử ký của Tư Mã Thiên. Về thành tựu văn học thì chúng ta thấy rằng là ở cái lĩnh vực thơ thì phát triển mạnh nhất là dưới thời Đường với những cái tác giả tiêu biểu như là Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị, vân vân. Về mặt lĩnh vực tiểu thuyết, chương hồi thì phát triển mạnh dưới thời Minh Thanh với tứ đại danh tác gồm có La Quán Trung, Thi Nại Am, Ngô Thừa Ân hay là Tào Tuyết Cần. Về khoa học kỹ thuật thì có rất nhiều thành tựu nhưng nổi trội nhất là có bốn phát minh quan trọng là giấy, kỹ thuật in, la bàn và thuộc súng. Về kiến trúc nghệ thuật thì có nhiều công trình hoành tráng, độc đáo và vẫn còn giữ được cho đến ngày hôm nay như là Cố Cung hay Vạn Lý Trường Thành hay là Lăng Mộ vân vân. Và sau đây thầy chia sẻ một số cái tư liệu liên quan đến nội dung chúng ta vừa mới ghi bài. Về mặt văn học thì chúng ta thấy rằng là các cái tác phẩm tiểu thuyết chương hồi như là Thổi Hữu của Thi Nại Am hay là Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung hay là Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần hay là Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, và tất cả những cái tác phẩm văn học này đã được chuyển thể thành các cái bộ phim mà chúng ta được theo dõi ở trên truyền hình và các phương tiện thông tin các bạn. Tiếp theo là về mặt kỹ thuật. Thì kỹ thuật thầy chia sẻ cái tư liệu đó là giấy, kỹ thuật in, la bàn và thuộc súng là làm cái nền tảng cho cái sự phát triển kỹ thuật sau này và chúng ta đang sử dụng. Nói về nghệ thuật kiến trúc thì một cái công trình mà ngay từ đầu tiết học thì chúng ta đã được tìm hiểu đó là Vạn Lý Trường Thành. Thứ hai là Tử Cấm Thành là cái nơi mà sinh hoạt làm việc của các vị hoàng đế Trung Quốc. Một cái công trình rất nổi tiếng mà không thể không nhắc tới đó chính là Hoàng Hạc Lâu. Và cuối cùng đó chính là tượng Phật, một bức tượng mà được tạc ở vách núi nguyên khối. Về nội dung bài học hôm nay thì thầy tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thời Tân Hán và chủ yếu là tìm hiểu về cái quá trình hình thành chế độ phong kiến. Thứ hai là thời Đường thì chúng ta tìm hiểu về sự phát triển về kinh tế rồi cái sự bành trướng lãnh thổ. Thời Minh Thanh thì chúng ta tìm hiểu về tình hình chính trị, kinh tế, và cái cuối cùng đó là chúng ta tìm hiểu về văn hóa bao gồm các cái lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo, sử học, văn học, kỹ thuật và kiến trúc. Phần củng cố và vận dụng thì ở đây thầy có ba cái câu hỏi. Phần này các em suy nghĩ kết hợp với nội dung thầy vừa chia sẻ và sách giáo khoa để chúng ta cùng nhau trả lời. Câu thứ nhất đó là theo em đặc điểm chung của các thời đại triều đại phong kiến Trung Quốc là gì? Câu thứ hai
nhận xét về những thành tựu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến, và câu thứ ba đó là văn hóa Trung Quốc đã ảnh hưởng đến nước ta như thế nào. Ở phần về nhà thì các em nhớ là xem lại nội dung bài học và chuẩn bị xem trước thầy cái bài số 6 và bài số 7. Hai bài này thì theo kết cấu chương trình thì tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu thành một cái chủ đề đó, với cái nhan đề đó là sự phát triển lịch sử và văn hóa Ấn Độ thời phong kiến. Nội dung của hai bài này thì các em chủ yếu tập trung tìm hiểu vào cái vương triều Gupta, vương triều Hồi giáo Delhi, vương triều Mogol và tìm hiểu văn hóa Ấn Độ trong cái giai đoạn tồn tại của các vương triều này. Và cuối cùng là để đảm bảo sức khỏe và thực hiện chống dịch theo đúng cái yêu cầu của nhà nước và Bộ Y tế thì chúng ta nên nghiêm túc để mà bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Và bài học đến đây thì kết thúc. Một lần nữa thầy cảm ơn các em đã chú ý theo dõi lắng nghe và chúc các em thật nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các em.